Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình. Ở video này chúng ta sẽ cùng nhau cầm một giỏ hoa thật là nặng yêu với bóng hoa hồng vàng như thế này nhé. Lại có ná luôn. Không thèm nghĩ đến ná nữa. Sẽ cầm một bóng hoa hồng vàng đưa cho bà ở giữa. Sau đó mình sẽ tiếp tục phối hoa thật thảo ở xung quanh. Thì em làm xong qua buổi chiều chị làm ra thật sự ra một điều gì đó rất đáng nói. Thằng em một cái nụ rất đẹp. Đẹp quá, cái nụ rất đẹp ý. Cảm cảm mà ngoài nhìn đẹp nhất mắt cho đứa. Đang niềm tin vô mình nhiều lắm. Thôi đi. Một lời làm em được đâu. Thôi đi, đừng ăn uống nữa. Đừng ăn uống nữa. Cầm tí 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 gội mà. Rẻ quay. Ui, đến nước má có uống màu hồng đẹp nhất mắt thế đó. Hiếu nhúng gió mượn đi em. Chị mượn ai đây? Ngày xưa là chị gọi là rất là dễ mượn đến nợ luôn á. Mà giờ chứ khó chịu, ai cũng mượn được hết. Chứ mình sẽ thêm hoa. Hoa vàng. Hoa vàng nhúc nắp. Cái gì nhanh hoa vàng. Hoa vàng kìa. Hai nha nữa. Xong chị lại còn nám. Sẽ thêm hoa vàng. Bố tròn nhất nắp. Duy nhất mới có thể nhớ thôi, nhưng mà cũng nên nhớ nè. Chị tắm cái này tiệm gỗ đẹp đó. Chị tắm đó.
Cái nữa mặc vô với tiếng cũng là nhức nách lắm. Tiếng cũng là nhức nách luôn. Không có ai mà quá được chị Tẩm luôn á. Chị Tẩm đó. Ừ. Chị cứ tưởng tượng cái nữa thấy cho cái mận ngầu dai đi với chị mặc phùng bao vô là nhức nách lắm. Tuyệt vời lắm. Chụp ảnh lên hỏi Hoàng Thượng. Hoàng Thượng có thích không? Vậy là chúng mình đã hoàn thiện một chậu hoa rất là xinh xắn như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn những video tới nhất. Xin chào tạm biệt.